từ châu Âu xa xôi ghi dấu doanh nhân Việt Nam thành công nơi đất khách quê người với trí tuệ Việt Nam là quê hương thiết tha vẫy gọi như cánh chim trở về đất mẹ với sứ mệnh một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam. Sống tốt đẹp hơn cho người Việt Nam.